Xin chào anh chị em, xin chào bà con đã quay trở lại với kênh YouTube Hàng Nhật VIP. Đây bên em sẽ quay khu một kiện hàng nhé. Kiện này khá to, biết là hàng gì anh chị ạ? Em cũng chưa biết là hàng gì luôn. Hàng này mới về nhé, ghi Panasonic đây mà không biết là cái gì, thùng Panasonic này. Thùng này là thùng lò vi sóng mà em đâu có mua lò vi sóng nhỉ? Đó, mình sẽ kiểm tra nó là cái gì đây. Một con nồi chiên không dầu anh chị ạ. Vãi. Thế là shop này là khá kỹ nhá. Nồi chiên không dầu, một con này nồi chiên không dầu có thùng luôn, không chưa biết mới hay cũ nhưng mà họ đóng thêm một cái thùng bên ngoài. Đây cái thùng bên ngoài là cái thùng Panasonic, em cứ tưởng nồi chiên cứ tưởng là nồi vi sóng vậy nhá. Anh thầm anh chị, nếu mà anh chị dùng nồi chiên không dầu là chả bao giờ anh chị dùng đến nồi vi sóng luôn. Có khi bỏ nồi vi sóng luôn anh chị ạ. Con này nồi chiên không dầu mà không biết mới hay cũ đây. Bỏ xem luôn. Con này khả năng là mới rồi anh chị ạ. Rồi, mới 100% nhá. Nhìn bao bịch biết này là biết là mới 100% rồi. Con này nồi chiên không dầu màu đen thì nhá, bỏ luôn. Rồi, nhấc vào trong này xem luôn. Để em cho trong này cho nó sáng thì nhá. Một con nồi chiên không dầu Philips màu đen. Philips này anh chị lưu giúp em là nó, em chỉ bán hàng Philips nhé. Nồi chiên không dầu thì Philips đỉnh cao của Nhật rồi, thương hiệu số 1 của Nhật về nồi chiên không dầu nhé. Còn về dung tích thì nó lại không ghi dung tích nhé, em cũng chả biết dung tích nó bao nhiêu. Nó không như dung tích như ở Việt Nam mình nhé. Nồi chiên không dầu Philips này có một cỡ mà. Em bán chắc phải mấy chục con nồi chiên không dầu rồi nhưng mà chỉ có một cỡ nhé, không có. Đấy, cái tem thông số chả thấy nó ghi bao nhiêu lít nhưng mà em nghĩ nó sẽ nó to bằng khoảng nồi mấy cái nồi 4 đến 5 lít ở Việt Nam mình nhé. Đấy, số lít, số size, số cỡ thì nó cứ lung tung và lợt nhá. Kiểu như chị đi mua đôi giày cỡ 32 chẳng hạn, nhiều khi chị đi 33 nó vẫn chật. Hoặc nhiều khi đôi giày cỡ 34 vẫn chật. Tùy từng cơ sở sản xuất, tùy từng đơn vị sản xuất nhá. Đây là một cỡ, mấy cái nồi ở Việt Nam mình em thấy ghi 6 đến 8 lít thì nó cũng chỉ ngang ngang với con này thôi. Đây là số lít thì em không biết sao, con này là màu đen, con này phím cơ nhá. Phím cơ thì nó có một núm xoay chỉnh thời gian, một núm chỉnh nhiệt độ. Nồi chiên dầu làm rất rất nhiều món luôn. Con này là mới chưa dụng luôn. Thùng mới keng. Cái này anh chị sẽ dùng sẽ hạn chế việc ăn dầu mỡ. Đó mà nướng tất cả đồ ăn nướng thì cũng rất ngon nhé. Ví dụ anh chị nướng nướng thịt, nướng cá, thứ mọi thứ ngon lắm mà nó dễ lắm, anh chị không phải đảo, không phải chở đồ ăn nhé, tự nó vàng đều các mặt luôn, rất là tiện luôn. Đây là một số món ăn này, làm bánh em đầy đủ rất luôn, thấy không? Đùi gà này, này cái gì là sườn nướng này, khoai tây chiên, nói chung cái gì anh chị cũng cho nướng được nhá. Mình sẽ hạn chế việc dầu mỡ để bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Đây, giảm tối đa 80% dầu mỡ thì nhá. Rồi, mình xem luôn con này này. Con này thì màu đen. Còn dòng này nó sẽ thường thường nó sẽ có màu đen này, màu trắng đục và màu trắng hơi tím tím một xíu nhé. Em đang cầm một tay điện thoại đâm ra không xử lý được anh chị ạ, không có. Tức là xử lý rất là khó. Đây, mới 100%. Đấy, tem chó này vẫn chưa khô rồi này. Nó sẽ bắn tách, bắn tách cho đây. Đầy đủ hết. Đấy, quá đẹp luôn. Nồi chưa sử dụng ý nhá, mới 100% luôn. Mình mở ra xem này. Đây là con dán keo này, em để nguyên keo này luôn nhá. Bóc tạm ra thôi. Bên này là có keo này. Đấy. Còn con nồi mới 100%.
nguyên cả cái nút này vẫn chưa mở luôn nhỉ. Nút này nút để nút nhấn để anh chị lấy cái khay bên trong này ra nhé. À anh chị thắc mắc là nồi này nướng con gà 2 kg hay không, 2 kg hay là 2 kg anh chị ạ? Thì nếu mà anh chị muốn nướng con gà to nhá, anh chị muốn nướng cả con thì anh chị bỏ cái lắp này ra, chị bỏ lắp ra, bỏ cái vòng ở bên trong này ra, thì anh chị để vào con gà thì nó sẽ rộng nhá, rộng thoải mái luôn, 2 kg chị để ở đây thoải mái luôn nhá. Thì thường thường bây giờ gà ngon thì nó chỉ khoảng 1 kg, 1,2 kg thôi nhá, mấy con gà ta, gà nhỏ ấy, thì nó mới ngon, chứ anh chị mua mấy con gà mà to quá ăn không ngon nhá. Đó, hoặc là nếu mà to quá chị có thể bổ cắt đôi ra, cắt chân cắt cổ ra thì nó dễ nướng hơn. Đó, tốt nhất là anh chị bỏ cái khay này ra thì nướng con gà rất lớn luôn. Đó, tại vì nó mất một cái vòng tròn đây này. Đó, nên mình sẽ bỏ cái khay này ra nhé. Bỏ khay ra bằng cách nhấn bên đây này. Đây đang nồi mới nó có cái đồ dán như này. Thì mình sẽ nhấc cái này ra. Nhấc cái được cái này nhé. Đấy, khi chị nướng gà, nếu chị muốn nướng con gà lớn thì mình sẽ làm như vậy. Rồi, tất cả mọi thứ bên trong đây. Đấy, con này thì sử dụng thì rất là tiện luôn. Ví dụ anh chị rang lạc thì chỉ cần khoảng đâu đó 7 phút nhé, 7 phút đến 8 phút để nhiệt độ khoảng 160 độ C là nó sẽ chín đều hết nhé. Rang lạc, rang gạo được luôn, rất tiện dụng luôn. Nướng bánh rồi nướng tôm, nướng bánh đa nhé, các loại luôn. Nướng thịt, nướng sườn, nướng gà, nướng cái gì cũng được. Con này điện 100V chị lưu giúp em nhé, hàng thì nồi điện Nhật Bản điện 100V. Mã con này là HD9220 model này nhé. Đây là xoay nhiệt độ này, nhiệt độ cao nhất là 200 độ C, nhiệt độ thấp nhất là 80 độ C này. Cái này là lúm xoay để anh chị chọn thời gian này, ví dụ anh chị muốn nướng cái đồ gì 10 phút, 15 phút hoặc 20 phút chẳng hạn, mình sẽ điều chỉnh thời gian đây. Trong quá trình nướng thì đang nướng chị có thể bỏ xem được nhé, không vấn đề gì. Đó, ví dụ đang nướng mà chị muốn biết nó chín hay chưa thì mình sẽ mở xem được. Nếu chưa chín thì mình có thể cho vào, mình vặn thêm cái số thời gian lên. Rất là tiện luôn. Đó, con nồi chiên dầu này anh em dùng cũng dùng một con màu đen như này, rất là thích. Anh chị là sạch sẽ thì mình, hoặc là thích màu thì mình có thể mình lựa chọn nhé. Còn màu đen thì bao giờ nó cũng sạch sẽ hơn là cái màu trắng. Màu trắng thì đòi hỏi anh chị phải sạch sẽ một xíu, lau chùi thường xuyên một xíu nó mới... Chứ màu trắng mà không chịu lau chùi nhìn bẩn lắm chị ạ. Đó, con nồi chiên dầu này thì thường em sẽ bán nồi mới 100% sẽ bán khoảng 4,5 triệu, quên 5,5 triệu nhá. Đấy, riêng hôm nay video này thì anh chị nào mua thì em sẽ tính anh chị 5,3 triệu vẫn bao ship toàn quốc luôn. Đó, gần cuối năm rồi, giảm giá một xíu để bán để cho mọi người có đồ về ăn Tết cho nó ngon. 5,3 triệu vẫn bao ship nhá. Con này ship chắc phải mất đến khoảng 150 vậy ạ. Gọi là con nồi chiên dầu thì nó khá lớn, nồi nó cái thùng nó cũng rất lớn nhá. Nhiều khi đi mình đi gửi sẽ bị đo thể tích nhá. Rồi, chị nào quan tâm nồi chiên dầu thì có thể chị, tại vì những con nồi mới đẹp ấy, còn tức là hàng sử dụng rồi còn đẹp ấy, thì giá nó phải tầm đâu đó khoảng 4,5 triệu đến trên dưới 4,5 triệu nhá. Còn mới hẳn luôn thì chị mua 5,5 triệu, riêng hôm nay thì chị mua sẽ giảm cho chị còn 5,3 triệu, vẫn bao ship toàn quốc nhá. Nhưng mà anh chị phải chuyển khoản 100% em mới bao ship. Còn nếu chị đặt cọc thì vui lòng đặt cọc 500.000 trở lên. Khi đặt cọc thì anh chị vui lòng thanh toán phí ship qua dịch vụ Viettel. Bên em sẽ gửi đi thường cho nó rẻ. Bên em sẽ cho anh chị dùng thoải mái, bảo hành cho anh chị trong vòng 1 tháng. Còn nếu anh chị nào muốn bảo hành lâu hơn thì mình có thể mua thêm thời gian bảo hành nhé. Bảo hành thì anh chị cứ mua cho em là giá 80.000 một tháng. Bảo hành 1 năm thì thêm cứ nhân lên 1 tháng là 80.000 nhé. 10 tháng thì 800.000. Tức là 1 năm mất khoảng 1 triệu đó anh chị ạ. 2 năm thì mất khoảng 2 triệu như thế. Anh chị muốn bảo hành bao lâu cũng được. À, con này thì mình ngửa lên hỏi xem năm sản xuất bao nhiêu nào. Chưa nhắc cái đấy vào. Cứ đấy, ngửa nữa. Con này năm sản xuất của nó là 2013 anh nhé. Điện 100V công suất 1425W. Nồi chiên dầu Philips. Rồi ok. Rồi giờ để mình nhắc cái này vào. Mình sẽ mở băng keo ra để nhắc cái
Cái này là cái giấy bảo vệ cái gì đó, nó vẫn để được trên cái nồi như vậy. Đây. Rồi anh chị đã quan tâm liên hệ với em nhé, 0938 174008 0367 49000. Bên em bán hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, phường 2 của Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Ship hàng toàn quốc, anh chị nào muốn đến tận nơi mua cũng được. Liên hệ giúp em qua số 0938 174008 để anh chị lấy địa chỉ cụ thể nhé. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh chị video sau. Vô cùng tiện lợi với một chiếc nồi chiên không dầu của Philips. Anh chị lên mua, nếu mà anh chị cả mua bên em hay không mua bên em được, nhưng mà anh chị lên tìm nồi Philips mà mua nhé. Nhưng mà Philips thì anh chị lưu giúp em, Lazada bán Philips điện 220 nhá, chỉ có chiều mấy 2 triệu thôi. Còn nồi cũ Philips của Nhật này nó đã rơi vào khoảng tầm 3-4 triệu hơn rồi. Nên anh chị sẽ có sự lựa chọn riêng nhá, tiền nào của đó thôi.